xin chào mọi người. Hôm nay thì hai vợ chồng cơ sẽ cùng nhau đi thi để lấy bằng để về để đăng ký kinh doanh bán lạp xưởng nha mọi người ơi. Nên là mọi người nhớ ủng hộ, động viên hai vợ chồng cơ, và chiều nay Hứa coi là sẽ có kết quả luôn á mọi người, là không biết đậu hay không nữa. Nên là mọi người nhớ là cổ vũ cho hai vợ chồng cơ nha, và luôn luôn ủng hộ lạp xưởng của cô Aki nha. Cô lên Wednesday. Do cộng cơ đến nơi thi nè mọi người. Bây giờ thì vô nha đăng ký. Mong là hôm nay là sẽ có kết quả tốt. Hai đứa điều đậu nha. Đời thiệt chứ, mới cắn có nửa cục kẹo chuối à, gớt luôn cái răng giả ra luôn rồi nè, thiệt tình luôn á. Hả? Ờ được, chắc là xây chết chứ. Ở tờ kia chứ cái tên nè, chứ mà quá à. Hào quá à, ít cô ra kia kia đồ, ở tờ y phai sớ. Nó nè, tờ kia sẽ xong đạo vào, ở tờ tay rồi rồi. Dạ anh tớ. Thiệt tình luôn, ăn chưa hết cục kẹo, mới nhai có 2-3 cái à, rớt luôn cái răng giả ra. Cái đầu bọc răng nè, bên Nhật nó bọc răng như thế này nè mọi người, inox hay bằng cái gì á, kêu bằng game ba, bằng nhôm, bằng gì đấy. Bây giờ nó xuất ra rồi nè. Rồi em bọc nó hồi lúc có bầu chưa đẻ thì tính giờ nó khoảng chừng nửa năm mà nó bay ra mất tiêu rồi. Chán ghê anh ơi chứ. さかぐち最古様。あ、違うじゃない。前田さん様。双川真美様。なんだ、なんだ、なんだ。あと。あと。なんて。はい。かっこいい。ngồi cặp dây ống ghế ấy luôn. Trời ơi em. Ông ngồi cơ ngồi cơ ngủ. Ông ngồi ông tập trung ghi thế luôn, cuối cùng ông đánh được có 5 điểm mà cơ đi theo ổng. Cái bạn ngồi ở sau được 10 điểm. Trời ơi cái này. Hả? Đây. Cuối cùng thì cũng đã có cái bằng rồi mọi người ơi. Cao là biết, cao là biết rồi. Biết gì? Cảm ơn giấy kìa. Đây, đây, thấy chưa nè. Thấy chưa nha. Biết ngực không, ai biết chưa. À, là chị ơi, mẹ về rồi nè. Hả? Ở nhà có nhớ mẹ không? Hả? Ngoan dữ gì nó hả? Trời ơi, hỏng khóc cơn. Rồi con đi là nó bú hết bình sữa luôn á. Ôi ơi, không biết ngoại có binh không mà sao mà nói giống xạo quá. Rồi cái ngủ luôn, rồi mới thức nó giận tiếng hộ. Trời ơi, vậy ngoan dữ vậy ta. Vậy ngoan dữ ta. Trời ơi, cục vàng ơi, không biết ai.